chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Trơn miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ mình cán lót nền nhà vệ sinh nha cô chú anh chị và các bạn. Thì đây đã mình đã có ghém hết trơn rồi nè. Đó, thì đó đây ghém nè. Thì mình đã cân nước. Ở đây mình cũng sử dụng máy la gen nha. Thì mình đã ghém hết trơn cái phần này. Đó, đây là mình có cân nước, mình làm một cái mặt nè. Mặt này. Rồi, để mình lấy nước mình đo cho cô chú anh chị và bạn xem luôn nha. Thì do là chủ nhà ta yêu cầu mình cán cho cái độ dốc nó chảy về đó cho nó hơi cao để cho nước nó thoát hơi nhanh á. Thì mình cũng có tiền hao lên mà gần một viên gạch thẻ lên cô chú anh chị các bạn. Thì mình đã sang nước rồi, tình đo này đây. Thì từ cái chỗ này là mình lấy là 85 ly nè. Đó. Thì bờ bên đây thì nó cũng là 80 là hơi dưới 29 nha cô chú anh chị. Thì cho nó hơi nghiêng qua đây chút xíu tại vì cái khu vực này thì cái thủy điện mình gắn lúc đằng kia đó, nên mình cho nó hơi nghiêng cái độ nghiêng đây chút xíu. Thì cục này mình dám á, mình dám là 30 đây. Mình dám là 30 nha. Rồi qua bên đây là cái chỗ cần nước này thì mình đo xuống là 35 ly đó, 35 ly. Cái góc thấp nhất cái này trong này thì mình lấy cái góc thấp nhất trong này là 32.5 ly. Và cái bên đây đo bên đây cũng vậy luôn đó, là 31.5 ly nha. Mình cho nó nghiêng ngay qua đây, qua bên cái thiểu này rồi. Thì để mình dựng máy mình sẽ cán cái khu vực này rồi sẽ lót ra cho cô chú chị và bạn xem nha. Rồi, cùng những bài cô chú chị và bạn xem mình cán mình lót như thế nào nha.
Rồi thì sớm giờ mình đã chia sẻ là lót cái nhà vệ sinh nha cô chú anh chị các bạn. Đã mình lót rồi nè. Đó. Là gạch 30. Thì khít gọn luôn. Rồi, cái chỗ đó tại vì do cái máy cắt nó mình cắt chưa có được cái nên mình bỏ cái đó để ngày mai mình gắn cái kiểu với cái bồn cầu ngay đó ngang cô chú anh chị các bạn. Đó kiểu cái máy cắt mình cắt nó bị mẻ quá nên không có cắt chỗ có kiểu được nên mình để ngày mai. Bây giờ mình đã lót cái nền này xong rồi, rồi mình cũng kết thúc clip nha cô chú anh chị và các bạn. Hẹn cô chú anh chị và các bạn trong những clip tiếp theo nha. Ok, bye bye.